Chương 3, tự hát bao gồm các tiết mục trình diễn thơ Xuân Quỳnh do các nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh, nghệ sĩ ưu tú Minh Trang, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương. Thơ tình cuối mùa thu, nhạc Phan Huỳnh Điểu, phổ thơ Xuân Quỳnh, biểu diễn ca sĩ Mạc Mai Sương. Anh là hạnh phúc của đời em, nhạc Giáng Son, phổ thơ Xuân Quỳnh, biểu diễn ca sĩ Giáng Son, nghệ sĩ cello Trần Hồng Nhung và nhóm bè VK. Những lá thư thương nhớ, trích thư của hai nhà thơ Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ, trình diễn nghệ sĩ nhân dân Lan Hương, nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỳ. Tình yêu ở lại, nhạc và lời Quốc Trung, biểu diễn Diva Hồng Nhung và Vũ Song Ca. Ngày 2 tháng 12 năm 1965. Chào, thật là kỳ diệu. Tôi sắp sáng tạo ra một con người. Con người đó lại thuộc về của riêng tôi. Nó đang nằm trong bụng của tôi đây. Nó đã cử động được. Tôi đã bắt đầu cảm thấy thương yêu nó. Mặc dù cái tình cảm ấy chưa rõ rệt. Tôi chỉ lo rằng con tôi sinh ra trong thời chiến này, không biết nó có chịu đựng tiếng máy bay, tiếng bom đạn. Không sao đâu, chào, nó bé bỏng thế. Còn tôi chả lo cho bản thân tôi. Ngày 23 tháng 7 năm 1966. Cha ơi, cái thời chiến tranh thiếu thốn này mới hiểu thêm được cái sự săn sóc lẫn nhau, tình yêu lúc đau ốm. Nó đến miếng ăn thật là tủi nhục, y như người ta phải giành giật với nhau để sống ấy. Nghĩ mà vừa thấy tội nghiệp, vừa thấy đáng khinh. Mẹ buồn lắm. Chẳng lẽ đời mẹ chỉ như thế này rồi hết sao? Không học hành, không sáng tác, chỉ quanh quẩn buồn bực với những chuyện vặt ở trong nhà. Rồi năm tháng sẽ trôi qua. Sẽ có ngày tự mình lại đào thải mình mất thôi con. Ta yêu người con trai không phải vì mình, mà họ yêu ta vì họ yêu chính họ. Được yêu hai lần, họ cao lên một bậc. Ta không được yêu, cảm thấy thấp dần đi, vì chính ta cũng chẳng yêu ta. Ngày 16 tháng 8 năm 1966. Con ơi, hôm nay mẹ đi thử máu để vào bệnh viện khâu lại. Cha ơi, họ lấy của mẹ đến 15cc máu. Mẹ không ăn gì. Đêm qua mẹ cho con bú nên mẹ rất chóng mặt. Trên đường về, mẹ gặp một người bán 5 quả trứng gà rất nhỏ. Mẹ định hỏi mua để ăn cho đỡ mệt và để có thêm sữa cho con. Mấy hôm nay buổi sáng đi làm, mẹ toàn nhịn đói nên sữa rất ít. Mẹ sờ cái vú lép lại thấy thương con. Người bán trứng gà cứ nhất định đòi 3.50 một quả cơ, mà lại phải bán những 5 quả một lúc. Trong túi mẹ chỉ còn có mỗi 1 đồng. Mẹ đang nói với họ để cho 2 quả thì lập tức có một người nam tranh mua luôn cả 5 quả trứng. Mẹ nghĩ mẹ thương mẹ, mẹ thương con và thương cho họ. Trong thời kỳ chiến tranh này
thiếu thốn đủ mọi thứ. Nhưng mẹ rất tự hào rằng mọi người và mẹ ngày hôm nay thiếu quả trứng này chúng ta vẫn đánh Mỹ. Bà bế con hàng ngày chạy xuống góc cầu thang tăm tối ngột ngạt và đầy muỗi. Mẹ lại thấy như dao cắt ruột. Bao giờ con lớn, mẹ sẽ chỉ cho con cái gầm cầu thang tăm tối này, nơi đã bảo vệ cho con. Ngày 19 tháng 5 năm 1967, hôm nay mình vòng xe qua nhà máy điện cuối phố Phạm Hồng Thái, bị hỏng một số nhà, cả nhà ở trong khu nhà máy nữa. Cha ơi, lá cây và những cánh cửa chớp bay đầy đường. Đầu hàng 4 bị sập một số nhà. Có một vài người tự vệ đứng trước cửa nhà đổ. Một anh đeo túi cứu thương bị băng ở trán. Họ chỉ trò và nói chuyện gì đó trong mưa, nghe không rõ. Màn nhà ai bị đứt tung dây, trễ xuống còn có một nửa. Phố vắng vẻ và im lìm trong mưa. Nhìn gạch vụn, nhìn lá cây tơi bời, mẹ lại nghĩ, con đi sơ tán khổ thật đấy. Nhưng dẫu sao mẹ vẫn còn yên tâm hơn. Nhưng không phải là vì con ở nơi an toàn rồi, mà mẹ không thấy xót xa khi nhìn thành phố Hà Nội, không thấy căm thù trước sự dã man đâu. Những ngày mẹ sống ở đây thật là đáng sống. Mẹ sẽ xứng đáng là mẹ của con. Mẹ sẽ xứng đáng là người dân của Hà Nội. Con là công dân tương lai của Hà Nội. Nhưng khi con lớn lên, con sẽ không thấy được cảnh này. Và con sẽ không hiểu hết vì sao mà mẹ của con và các cô, các chú của con sẵn sàng chịu đựng, hy sinh đến mức cao nhất cho cái thành phố này. Cái thành phố mà mẹ đã sinh con ra, nuôi con lớn lên trong những ngày báo động liên miên. Có một thời vừa mới bước ra, mùa xuân đã gọi mời trước cửa. Chẳng ngoái lại vết chân trên cỏ, vườn hoa nào cũng ở phía mình đi. Đường chẳng xa, núi không mấy cách chia, trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn. Trang nhật ký xé trăm lần lại viết, tình yêu nào cũng tha thiết như nhau. Có một thời, ngay cả nỗi đau cũng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi. Mơ ước viển vông, niềm vui thơ dại, tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn còn xanh. Có nhiều lúc mẹ tự hỏi rằng, hạnh phúc ở đâu? Phải chăng bao nhiêu hy vọng, tình yêu của tuổi trẻ mẹ để sống như ngày hôm nay? Có lẽ mẹ thành một nàng dâu, chứ không thể thành người làm thơ được. Nếu ngày mai em không làm thơ nữa, cuộc sống sẽ trở về bình yên. Ngày nối nhau trên đường phố êm đềm, không nỗi khổ, không niềm vui kinh ngạc. Một ngày nào đọc lại dòng thơ, âm điệu ấy chẳng còn reo tiếng nhạc. Chất men nào làm em choáng váng, cũng phai dần theo những tháng năm xa. Như hòm thư không còn phong thư, hết ngọn lửa lạ lùng, thôi màu mây phiêu bạt. Ôi trời xanh, xin trả cho vô tận. Trời không xanh, trong đáy mắt em xanh. Và trong em không thể còn anh, nếu ngày mai em không làm thơ nữa. Và trong em không thể còn anh, nếu ngày mai em không làm thơ nữa. Và trong em không thể còn anh, nếu ngày mai em không làm thơ nữa.
và trong em không thể còn anh. Nếu ngày mai em không làm thơ nữa, và trong em không thể còn anh. Nếu ngày mai em không làm thơ nữa, và con trong em không thể còn anh. Nếu ngày mai em không làm thơ nữa, và trong em không thể còn anh. Nếu ngày mai em không làm thơ nữa. Vâng, lời đầu tiên cháu xin được lời tới các vị khách quý, toàn bộ khán giả có mặt tại chương trình Hoa Cúc Xanh đêm nay ạ. Trước khi đến với bài thơ tình cuối mùa thu, cháu xin được có đôi điều chia sẻ với toàn thể quý vị khán giả. Chắc hẳn một số quý vị sẽ có thắc mắc về mái tóc có đôi chút khác thường của cháu. Đêm diễn ngày hôm qua thì cháu đã đội một bộ tóc giả xoăn và dài. Vì cháu cho rằng là số đông khán giả đến tham gia một chương trình tri ân nhà thơ Xuân Quỳnh sẽ có những trông đợi về một hình ảnh tính nữ nhất định. Tuy nhiên khi hôm qua cháu mang bộ tóc giả đó thì toàn bộ ekip đều nói là không nhận ra xương. Và thành thật mà nói thì cháu cũng không hoàn toàn thoải mái và vững vàng khi thể hiện hai bài hát mà mình được giao. Trong quá trình luyện tập để hiểu được tinh thần của người phụ nữ và nhà thơ Xuân Quỳnh thì cháu có mượn một người bạn một tập thơ nhỏ của cô để có thể nghiền ngẫm và hiểu rõ hơn, để có thể truyền tải tốt nhất bài hát mà mình được giao cho ạ. Và trong tập thơ mà người bạn có cho cháu mượn thì cháu đặc biệt ấn tượng với bài thơ gửi những thơ gửi cho mình và những cô gái khác. Trong bài thơ đó cháu xin được trích dẫn khổ đầu tiên. Các cô gái cùng thời với tôi giống các cô và lại khác các cô. Trán tôi rô ra bướng bỉnh hơn, bàn tay thô lại còn vụng nữa. Vụng đến nỗi không chỉ máu tới đâu là đổ vỡ, mà khi nói chuyện với ai, tôi thấy tay thừa không biết giấu vào đâu. Sau buổi diễn ngày hôm qua, cháu về nhà và cháu lại đọc lại bài thơ này. Và cháu nhận ra rằng tinh thần tính nữ mà cô Xuân Quỳnh đề cập tới có lẽ không liên quan đến độ dài hay màu sắc mái tóc, mà ở việc người con gái dám thành thật với cảm xúc và con người của mình. Ở thời điểm hiện tại thì cháu cảm thấy yêu mái tóc ngắn và xanh của mình. Và cháu nghĩ là cô Xuân Quỳnh cũng sẽ thấy vui khi biết ở thời đại này có ngày một nhiều những cô gái dám thành thật. Và các khúc cháu sẽ thể hiện ngay đây, bài thơ tình cuối mùa thu sẽ mang một âm hưởng đương đại hơn và có lẽ sẽ hơi lạ tai với mọi người, nhưng cháu mong mọi người sẽ cảm nhận được một tinh thần tính nữ kiểu khác. Xin cảm ơn ạ. Thank you.
Ta như hàng cây đã yên thờ bao gió.
Quỳnh thương yêu, em gắng đi về bằng máy bay cho khỏe, không mua gì cũng được, về với anh và con, về với nhà ta đi thôi, về với phố Huế chật hẹp, với nhà trẻ nơi ta đón mí, với cán cà phê Nguyễn Công Trứ nơi ta uống cà phê hai hảo mỗi sáng, và những gã giáo viên còm, những người công nhân lam lũ và những tay thợ làm đạo cụ sân khấu. Về với con đường chúng ta vẫn đi, những công việc, với cái thành phố nghèo nơi ta sống rất khổ mà vẫn luôn tìm cách để sống cho thanh thản trong nỗi khổ ấy. Sống thanh thản và yên tĩnh. Những ngày này nhớ và thương Quỳnh lắm. Mùa đông này, về với anh, đi bên anh, nằm bên anh trong căn phòng đầy tranh của chúng ta và với mí tuyệt vời của chúng ta. Và chúng ta sẽ viết chứ, sợ gì em nhỉ? Nếu chúng ta là những kẻ không có tài chi lắm, không viết được điều gì to tát, thì cũng sẽ viết được những trang sách về những năm tháng ta sống, về những cay đắng và những niềm yêu thương đơn giản của con người. Hôn em rất lâu. Anh đi, hôm nay là đúng một tuần. Em ở nhà, đếm từng ngày từng giờ một. Em vừa mệt, vừa buồn, lúc nào cũng phấp phỏng, có cảm giác không hiểu em có thực đã được sống với anh không? Có thật, chúng ta đã sống với nhau 15 năm rồi chăng? Em càng yêu anh, em càng phấp phỏng, lo sẽ không được sống với anh được lâu. Quỳnh nhớ thương. Đời sống vợ chồng con cái mình rồi cũng đã dần ổn, miễn là mình viết được và in được. Nhiều việc muốn làm quá. Anh rất sốt ruột, sức khỏe thì có hạn. Anh cũng muốn làm xong con măng để thư thả mà làm thơ. Anh muốn viết khác đi, hay hơn, và chắc rằng sẽ viết được. Mới đó mà đã giữa năm, em về, hai vợ chồng sẽ đi đâu với nhau một chuyến. Em đi Liên Xô kỳ này, anh cũng rất mừng. Sống với nhau, anh chỉ mong em sung sướng và làm việc được. Anh thì mãi mãi vẫn thế, vẫn là anh của em với tất cả những nhược điểm và ưu điểm mà anh có, nhưng sẽ mãi mãi yêu thương em hơn cả những ngày qua cộng lại. Hôn em, nhớ em nhiều. Ở bên đó xứ sở đẹp đẽ, giàu có nhớ đến gian buồng và cái sạp của bố con tôi không? Anh của em. Anh nhớ thương của em. Mấy hôm nay Mạc Tư Khoa rét lắm, từ 17 độ âm đến 20 độ âm. Quãng đường từ xe buýt tới trường thật là quãng đường gian khổ. Đi trên tuyết như lội trên cát, gió quất tuyết vào mặt bỏng rát. Lớp học nhiều đứa nghỉ, bọn nó lười và vô trách nhiệm. Vậy nên em vẫn cứ phải cố gắng đi. Ở đây không ai có thể làm gì được, không đọc, không viết, ngay cả học cũng nhiều đứa bỏ. Họ chỉ tính toán và mua bán cả ngày. Người có ý chí nhất cũng tan biến cả. Ngay cả em chỉ có 3 việc: đến lớp, nhớ nhà và mua hàng. Làm đủ được 3 điều ấy cũng là giỏi lắm rồi. Thực sự thì bây giờ em cũng cạn tiền. Phải chờ xem cô lĩnh được nhuận bút sẽ tính mua thêm mọi thứ. Cô Ira phụ trách về Việt Nam ở Hội Nhà văn Liên Xô ấy thì nghỉ ốm đến hàng tháng nay, nên không thể làm giấy cho mình lĩnh nhuận bút được. Nếu như được lĩnh, có lẽ em cũng được thêm mấy trăm nữa, tha hồ mà mua bán. Tối về nhà, thằng Trần Đăng Khoa lên chơi, nó cứ toàn tiên đoán cho mọi người về điều gở. Em buồn không thể tưởng được. Sáng nay
Có một cô giáo dạy văn học Anh, cô giảng về Dickens và Thackeray. Ở Liên Xô bây giờ, mọi người cũng tha hóa và xấu đi nhiều. Người già ích kỷ, thanh niên vô trách nhiệm, trẻ con thì thiếu giáo dục. Em buồn quá, buồn quá. Quỳnh thương yêu, anh vẫn bận bịu. Vở Chết Cho Điều Chưa Có ở Nhà Hát Tuổi Trẻ đã công diễn. Vở Chương Ba 20 tháng này sẽ xong. Hôm qua anh chạy mộc trên sàn, anh có mời anh Nguyễn Khải xem. Anh Khải thích lắm, bảo rằng là một vở kịch lớn. Anh mong em về xem. Chương Ba sẽ là một sự kiện văn hóa trong những ngày tới. Anh Khôi, Trần Tiến, Bích Thu, chị Dung đều đóng các vai chủ chốt. Châu Phương làm mỹ thuật và âm nhạc. Vợ Lê Hùng làm biên đạo múa. Vở Ngọc Hân anh Đức làm cũng hết tháng thì xong. Anh vừa viết xong một vở cho kịch Hà Nội, sẽ khởi công vào giữa tháng này. Anh mới nhận tặng thưởng kịch bản của Hội Văn, của Hội Nhà Văn. Tiếng thì oai, nhưng giải có 10.000. Tập kịch em biên tập, anh Kiên, anh Nam đề nghị anh đưa thêm vở Chương Ba thay cho một trong hai vở của anh. Anh đã rút vở Nguồn Sáng ra để thay Chương Ba vào, hiện đã đưa nhà in. Tập thơ anh hiện cũng bắt đầu vào nhà in. Mọi việc nói chung ổn thỏa, tốt đẹp. Anh nhớ thương. Có thể anh không mong thư em, em vẫn viết cho anh. Vì trước tiên là nhu cầu của em muốn được trò chuyện với anh. Anh mới đi có 2 ngày mà em buồn quá. Con và em lại ốm. Hôm nay con đã ăn được tí cơm. Em đã đỡ ho. Trời nóng, nhọc mệt nhiều. Chỉ muốn ở bên anh cho đỡ khổ. Cuộc sống ngắn ngủi. Con người chỉ đi qua cuộc đời như một vệt sáng, rồi biến mất vĩnh viễn. Sống với nhau 12 năm mà ngắn quá. Cho dù có vài chục năm nữa ở bên nhau cũng chẳng là dài. Em và anh ngày càng già đi, càng buồn nhiều khi trông thấy những người thân mình ra đi. Em mong và sẽ cố gắng sao cho những năm sống của chúng ta vui và đỡ nhọc nhằn hơn. Em thương anh nhiều lắm. Anh vất vả, chẳng có chút nghỉ ngơi. Làm sao mà đỡ đần sự nhọc nhằn được cho anh. Nhớ giữ gìn sức khỏe và tình yêu của anh cho em và cho các con. Đừng ở lâu trong Sài Gòn. Em và các con mong anh lắm. Em đây. Anh biết, tình yêu không phải vô biên. Như tia nắng chúng mình không sống mãi. Như câu thơ chắc gì ai đọc lại. Ai biết ngày mai sẽ có những gì. Người đổi thay, năm tháng cũng qua đi. Giữa thế giới mong manh và biến đổi, anh yêu em và anh tồn tại. Em của anh, đôi vai ấm dịu dàng, người nhóm bếp mỗi chiều, người thức dậy lúc tinh sương. Em ở đấy, đời chẳng còn đáng ngại. Em ở đấy, bàn tay tin cậy, bàn tay luôn đỏ lên vì giặt giũ mỗi ngày. Đôi mắt buồn của một xứ sở có nhiều mưa, ngọn đèn sáng rụt rè bên cửa sổ. Đã quen lắm anh vẫn còn bỡ ngỡ, gọi tên em môi vẫn lạ lùng sao. Anh yêu em và anh tồn tại. Anh yêu em và anh tồn tại. Anh yêu em và anh tồn tại.
đã hết rồi mùa bão với sông, gió thu trong vườn vắng man mác hương tên. Đã hết buồn và hết phân vương, đã hết hờn giận, hết nhớ thương, vừa đã hết ngồi nhìn mãi bóng đêm. Sớm nay em lặng lắm rồi cùng lãng quên, tình yêu vẫn vô hình sống với em. Đã hết rồi ngày nắng trói trang, lúc đã vàng chiều đã khói sương, và đã hết rồi mùa bão mới giông, gió thu trong vườn vắng vô hình.